Xin được mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên cửa hàng lại tiếp tục về thêm được một lô mic bài xịn các bác nhé. Côn Neo, dòng côn đẳng cấp nhất trong các cái dòng côn mà các bác hay chơi. Côn Neo các bác nhé. Chất lượng nó như thế nào thì em sẽ mời các bác cùng cảm nhận khi em alo tiếng mic nhé. Để các bác có thể nghe được cái tiếng sạch cũng như là chi tiết và nhẹ nhàng của cái dòng mic này. Có cả tự ngắt các bác nhé, em đang mở này. Đó. Đó, như thế này thì bắt đầu mới nói được này. Ok chưa ạ? Đây em sẽ zoom lại một chút này. Đó. Một, hai. Thôi nhé em, đừng nhiều hơn sâu. Đừng thương tiếc để rồi xa nhau. Đừng trách chi đã lỡ duyên rồi. Hai đứa đi hai đường. Chuyện thương yêu đâu còn nữa. Lên, 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 lên. Một, hai. Các bác có thể cảm nhận được cái mic cho ra cái tiếng nó sạch và nó chi tiết các bác nhé. Đây, em sẽ để em đây, nó sẽ tự ngắt sau 3 giây các bác nhé. Đó. Ok chưa ạ? Chờ một chút. À, các bác gọi xem có tiếng nhá. Đó. Nhắc lên thì mới có nhá các bác nhá. Đó, lại có tiếp này. Ok chưa? Với cái lô mic hôm nay bên em về số lượng được có 22 bộ tuyển chọn cho các bác nhá. Tất cả đều côn như nhau, đó là côn Neo. Tất cả nguyên bản nha các bác nhá, nguyên bản côn của nó nhá. Đó, côn xịn sò nhá, đẳng cấp nhá. Đây là những cái tay mic này các bác này. Dòng này thì cho các bác chơi sự kiện, chơi gia đình nhá các bác nhá. Tiếng nó sạch lắm các bác ạ, sạch. Hạt nó rất là nhẹ luôn. Nó không bị đục. Rất là nhiều dòng mic khi hát lên nó bị đục tiếng các bác, nhòe tiếng các bác không nghe được. Đó là những cái dòng mic, cái chất lượng nó sẽ không đạt được như vậy. Như những dòng xịn này thì nó sẽ như vậy các bác nhé. Đây là phụ kiện này, tất cả nguồn của nó luôn nhé, nguồn chuẩn luôn các bác nhé. Đó, dâu này, nó chỉ có dây 6 ly này phải mua thôi này. Đó, còn dâu của nó luôn này, nguồn của nó luôn các bác nhé. Đó, nguyên bản hết nhé. Với mẫu mic này thì được hãng Men sản xuất các bác nhé. Men là một cái hãng rất là nổi tiếng các bác ạ, rất là nổi tiếng chuyên về karaoke sự kiện đó. Nếu mà các bác đang chơi thì có thể chơi những cái dòng như là vang đẩy của Men cũng có các bác nhé, trên thị trường cũng khá là nhiều đó. Nó làm theo cái công nghệ chuẩn xịn của Beyer các bác ạ. Đó, Beyer 782 la mã các bác nhé. Đó, thế nó mới đỉnh các bác ạ. Đây là ruột gan của nó này. Chất lượng từ những con linh kiện nhỏ trở đi các bác nhé. 782 la mã. Các bác nào mà đang chơi cái dòng 780 của bên em thì có biết. Với cái mẫu hôm nọ bên em về thì số lượng cũng gần 30 chiếc. Hiện tại thì cũng hết rồi. Đây là mặt sau. Canon 6 ly. Đây là hộp sóng các bác nhé. Với bản 782 la mã là hộp sóng to các bác nhé. Có thể bóc được. Đây. Đây nó sẽ có một hộp nhỏ bên trong này. Đó. Với dòng mic Beyer thì tiếng sạch. Và thêm một cái nữa đó là nếu mà các bác sử dụng cái côn Neo này thì cái dải tiếng nó sẽ dày hơn. Nó sẽ không bị chói tiếng như dòng côn khác các bác nhé. Đó, mỗi một dòng côn nó sẽ có một cái khác biệt nhau. Anh em vẫn hay nói dòng Men là một cái thương hiệu của Nhật Bản. Đó, dòng Men. Ở đây các bác cùng nhìn cái mặt phay rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp. Đây. Ở đây thì các bác không phải mua tai rời các bác nhá, liền tai luôn các bác nhá, không tháo được nhá. Đây là một đó, một mạch luôn nhá. Màu ghi D9500 các bác nhá. Đấy, mua đây là D9500. Nhưng mà của nó là Beyer 780 các bác nhá, Men công hãng Men sản xuất. Ok chưa ạ? Đây, những cái chụp của nó này. Đây ở trên này cũng vậy các bác nhá. Tất cả hàng đẹp. Đó. Có bảo hành 6 tháng hết cho các bác nhé. Bao zin nguyên bản. Đó. Nguyên bản côn zin. Côn Neo luôn các bác nhé. Đây em sẽ alo lại để các bác cảm nhận nhé. Vì những dòng mic này bên em làm rất là nhiều rồi. À, cái lô này thì dòng này trước bên em có về. Nếu mà đúng cái dòng Men này thì tháng 1. Đó, tháng 1 về được số lượng gần 40 bộ. Đó, gần 40 bộ. Lần này về có được hơn 20 bộ thôi. Giá nó không hề thấp các bác nha. Chuẩn xịn.
côn neo là không hề thấp các bác ạ. Không có từ ngon bổ rẻ các bác nha. Gần 3 đồng một bộ đấy các bác ạ. Đó, ok chưa ạ? Bây giờ thì em sẽ alo lại nha. Alo, 1 2. Alo, 1 2. Các bác nghe thế nào? Quá sáng luôn các bác. 1 2. Alo. Mà đặc biệt là nó gọn tiếng các bác nhá, gọn tiếng và sạch, nó thể hiện rõ nét được cái lời của mình. Nếu mà các bác hay để ý thì những cái bộ cao cấp em thường lắp những cái dòng mic này để hỗ trợ tốt hơn khi mà các bác hát. Trời ơi, sao trời lại mưa. Đấy, các bác nghe thấy cái giọng của em ngân lên vẫn nét xoẹt các bác nhé. Và em cũng xin được thông báo với các bác với cái lô mic này. Bài xịn Bayer 7802 La Mã các bác nhé. Côn neo nguyên bản, bao xịn sò chất lượng. Đó. Của hãng Men sản xuất. Model là D9500. Giá thì em xin thông báo luôn để các bác cùng quan tâm. Bảo hành là 6 tháng các bác nhé. Lỗi trong vòng tháng đầu hỗ trợ đổi 1. Đó. Giá là 2.9 một bộ các bác nha. Ok, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để sở hữu những cái dòng mic chất lượng và xịn sò như vậy. Còn cách phân biệt để các bác có thể biết được nó là Bayer xịn hay không thì các bác cũng có thể liên hệ trực tiếp với bên em để bên em hỗ trợ thêm. Chứ em không đăng tải trên kênh vì căn bản là còn nhiều anh em cũng làm về audio sẽ khó chịu về những cái vấn đề như thế. Cho nên là bên nào uy tín chất lượng thì các bác mua. Đấy, cho dễ các bác nhé. Đấy, còn hàng như thế nào thì em sẽ phổ biến như vậy thôi. Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.